Bây giờ hớt tóc dạo nha, hớt tóc dạo bù cô biết. Hớt anh này là tóc dài mà hồi thành hớt chọc. Muốn xé ép gọi dưỡng sóc cao chọc. Giờ muốn hớt tóc kiểu gì? Kiểu Hàn Quốc hay là Thái Lan hay Campuchia? Nhà nước. Rồi quay vòng vòng coi, vòng vòng cái đầu cũng coi.
lời đó. Đó giống như con ngựa vậy. Bờ của con ngựa á. Không, cuối cùng rồi, thấy đẹp đẹp rồi đó. Làm dây rồi. Được không? Được. Muốn có uống đổi kiểu khác không?
Hỏi không? Ok. Yeah.